Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức, chủ đề 7, ôn tập học kỳ 1, bài 41, ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000. Luyện tập 1. Tính nhẩm. A. 20 nhân 3. Để nhẩm 20 nhân 3, các em làm như sau. 20 chính là 20. 20 nhân 3. Ta lấy 2 nhân 3 bằng 6. Tức là 20 nhân 3 bằng 60. 60 chính là 60. Vậy 20 nhân 3 bằng 60. Bằng cách nhẩm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nhé. Rồi tương tự. 40 nhân 2 tức là 40 nhân 2. 4 nhân 2 bằng 8. 40 nhân 2 bằng 80. 80 chính là 80. Vậy 40 nhân 2 bằng 80. 50 nhân 2. 50 nhân 2. 5 nhân 2 bằng 10. 10 chục. 10 chục chính là 100. Vậy 50 nhân 2 bằng 100. 30 nhân 3. 30 nhân 3. 3 nhân 3 bằng 9. 90. 90 tức là 90. Vậy 30 nhân 3 bằng 90. Câu B. 60 chia 2. 60 chia 2. 6 chia 2 bằng 3. 30. Vậy 60 chia 2 bằng 30. 80 chia 4. 80 chia 4. 8 chia 4 bằng 2. 20. Vậy 80 chia 4 bằng 20. 90 chia 3. 90 chia 3. 9 chia 3 bằng 3. 30. Vậy 90 chia 3 bằng 30. 100 chia 5. 100 tức là 10 chục. 10 chục chia 5. 10 chia 5 bằng 2. 20. Vậy 100 chia 5 bằng 20. Luyện tập 2. Đặt tính rồi tính. Câu A. 34 nhân 2. Các em nhân từ bên phải sang bên trái. 2 nhân 4 bằng 8. Viết 8. 2 nhân 3 bằng 6. Viết 6. Vậy các em kết luận 34 nhân 2 bằng 68. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nhé. Tiếp theo, 15 nhân 6, 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3, 6 nhân 1 bằng 6, thêm 3 bằng 9. Vậy 15 nhân 6 bằng 90. 23 nhân 4.
4 nhân 3 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 4 nhân 2 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Vậy 23 nhân 4 bằng 92. Câu B. 69 chia 3. Các em chia từ bên trái sang bên phải. 6 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Thì cách chia như thế này chúng ta gọi là cách chia rút gọn. Vậy 69 chia 3 bằng 23. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính còn lại nha. Rồi tiếp theo là 84 chia cho 7. 8 chia 7 được được mấy? Các em nhẩm này. 7 nhân 1 bằng 7. 7 nhân 2 bằng 14. 14 nó lớn hơn 8. Vậy 8 chia 7 chỉ được 1 thôi. 1 nhân 7 bằng 7. 8 trừ 7 bằng 1. Hạ 4 được 14. 14 chia 7 được 2. 2 nhân 7 bằng 14. 14 trừ 14 bằng 0. Vậy 84 chia 7 bằng 12. Phép chia cuối cùng 95 chia cho 8. 9 chia 8 được được 1 thôi. 1 nhân 8 bằng 8. 9 trừ 8 bằng 1. Hạ 5 được 15. 15 chia 8 được 2 có đúng không? Không đúng. Bởi vì 2 nhân 8 bằng 16 mà ở đây chỉ có 15 thôi. Như vậy 15 chia 8 chỉ được 1 thôi. 1 nhân 8 bằng 8. 15 trừ 8 bằng 7. Vậy 95 chia 8 bằng 11 và dư 7. 95 chia 8 bằng 11 và dư 7. Các em nhớ số dư bao giờ cũng phải bé hơn số chia nha. Nếu số dư mà bằng số chia hay là số dư lớn hơn số chia, chứng tỏ là các em đã chia sai, các em cần phải kiểm tra lại. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Đúng điền D, sai điền S và ô trống. Câu E. 17 nhân với 5 bằng 55, đúng hay sai? 5 nhân 7 bằng 35. Viết 5 nhớ 3. 5 nhân 1 bằng 5. Thêm 3 bằng 8. Như vậy 17 nhân 5 bằng 85. Chứ không phải là bằng 55. 55 là sai. Rồi câu B. Các em kiểm tra xem 86 chia 6 bằng 14 và dư 2 có đúng hay không? 8 chia 6 được 1. 1 nhân 6 bằng 6. Ở đây người ta chia tường minh chứ không phải là chia rút gọn. 8 trừ 6 bằng 2. Hạ 6 cạnh 2 được 26.
26 chia 6. Các em nhẩm. 6 nhân 4 bằng 24. 6 nhân 5 bằng 30. Mà ở đây chỉ có 26 thôi. Vậy 26 chia 6 chỉ được 4 thôi. 4 nhân 6 bằng 24. 26 trừ 24 bằng 2. Vậy 86 chia 6 bằng 14 và dư 2. Như vậy là đúng rồi. Luyện tập 4. Hai xe ô tô chở học sinh đi thăm lăng Bác Hồ. Mỗi xe chở 45 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đi thăm lăng Bác Hồ? Rồi, trước hết là các em nên tập cho mình một thói quen tóm tắt bài toán ra giấy nháp cho chúng ta dễ hình dung. Mỗi xe chở 45 học sinh. Một xe là 45 học sinh. Vậy hai xe thì chở bao nhiêu học sinh? Ở đây dùng hai xe ô tô để chở học sinh đi thăm lăng Bác Hồ. Một xe là 45 học sinh. Vậy hai xe có tất cả bao nhiêu học sinh? Rồi các em hình dung như sau. Một xe là 45. Hai xe tức là 45 cộng 45. Hai số hạng này nó giống nhau. Các em có thể viết gọn thành phép nhân là 45 nhân 2. Được chưa? Rồi cụ thể. Trước hết là các em viết câu trả lời. Có tất cả số học sinh đi thăm lăng Bác Hồ là 45 nhân 2. Các em đặt tính và thực hiện phép tính này xem chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu. Hai nhân 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Rồi bằng 90 học sinh. Đáp số là 90 học sinh. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 5. Trong thùng có 28 lít nước mắm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái can loại 5 lít để chứa hết lượng nước mắm đó. Rồi. Các em lấy 28 lít nước mắm này. Các em chia đều cho mỗi can là 5 lít. 28 chia 5 được. Được 5 thôi đúng không? 5 x 5 bằng 25. 28 trừ 25 bằng 3. Vậy là 28 chia 5 bằng 5 và dư 3. Có nghĩa là 28 lít nước mắm này chia đều cho mỗi can 5 lít thì chúng ta chia được 5 can, đúng không? 5 can và còn dư 3 lít. Dư 3 lít thì các em cần phải dùng thêm 1 can nữa. Các em dùng thêm 1 can nữa để các em đựng 3 lít này. Có đúng là 5, 10, 15, 20, 25 cộng 3 là 28, đúng không? Vậy cần ít nhất là bao nhiêu can? Cần ít nhất là 6 can. Tại sao người ta lại dùng từ là cần ít nhất? Bởi vì chúng ta có thể lấy nhiều hơn 6 can để đựng 28 lít nước mắm. Các em có thể lấy 7 can để đựng 28 lít nước mắm cũng được. Lấy 8 can để đựng 28 lít cũng được. Lấy 9 can để đựng 28 lít cũng được. Nhưng ở đây chúng ta cần ít nhất là phải có 6 can để đựng hết 28 lít nước mắm. Rồi cụ thể chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Trước hết là ta có 25 chia 5 bằng 5 và dư 3. Rồi các em giải thích. Dùng 5 can để chứa thì dư 3 lít. Vậy cần ít nhất 6 can loại 5 lít để chứa hết lượng nước mắm đó. Rồi bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.